Hello mọi người, lại là mình Lục Đàn đây. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tham quan thành phố lớn thứ hai của tỉnh Giang Tô, thành phố Tô Châu. Sang yếu thiên thắng, xào yếu su hàng, trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Tô Châu được ví như thiên đường hạ giới thì tất nhiên phải có những lý do xứng đáng với danh nghĩa này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những lý do gì khiến Tô Châu trở thành thiên đường hạ giới. Năm 2018 mình đến thành phố Tô Châu và ấn tượng đầu tiên của mình về thành phố này là cách quy hoạch thành phố. Khu trung tâm thành phố là khu phố cổ, khu này được bảo tồn rất là kỹ càng. Riêng đường đi ở khu này không được mở rộng quá quy định của thành phố, với yêu cầu quản lý đảm bảo nước sông lưu động không được lắng đọng. Ở đây thì không có bất cứ một ngôi nhà cao tầng nào được phép mọc lên. Tô Châu là vùng sông nước dày đặc, ngày trước người Tô Châu di chuyển chủ yếu bằng thuyền bè có thể dừng ngay trước cửa. Cũng chính vì thế mà Tô Châu rất khó để xây dựng sân bay, cho nên khách du lịch ở xa đến thường sẽ lựa chọn bay đến Nam Kinh và ngồi tàu cao tốc đến Tô Châu. Các trung tâm tài chính, khu vực thương mại sẽ được xây dựng bao bọc quanh phố cổ. Và riêng điều này thì thành phố Tô Châu hoàn toàn làm tốt hơn thành phố Hàng Châu. Về mặt kinh tế, Tô Châu chưa từng là trọng điểm đầu tư phát triển của chính phủ Trung Quốc. Ngay cả đầu tư về các mảng ví dụ như giáo dục, khoa học, y tế đều rất là hạn chế. Thay vì phàn nàn về những vấn đề này thì Tô Châu lại tự phát triển lên từ những xí nghiệp nhỏ của thành phố. Từ các xí nghiệp hương chấn, xí nghiệp nhỏ trở thành khu công xưởng của thành phố Thượng Hải và sau này phát triển thành chuỗi cung ứng của rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Và tính đến nay, GDP của thành phố Tô Châu vượt qua Nam Kinh và Hàng Châu, xếp thứ 6 Trung Quốc. Và tất nhiên nhiều người cũng nói rằng đây chỉ là một làn sóng mới, còn xét trên nền tảng kinh tế gốc thì Tô Châu hoàn toàn chưa thể đứng ở vị trí này. Tô Châu là thành phố kết hợp hài hòa giữa thành thị và nông thôn, tự nhiên và nhân văn. Trong những năm gần đây, Tô Châu có rất là nhiều chính sách thu hút người trẻ, người tài. Giá nhà ở Tô Châu không quá cao, quy định để được cấp hộ khẩu Tô Châu cũng đang được nới lỏng. Cho nên Tô Châu hiện nay cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của giới trẻ Trung Quốc. Phúc lợi xã hội ở Tô Châu cũng rất là tốt, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ sau khi sinh đẻ. Y tế khu vực sẽ thường xuyên đến nhà để đo cân nặng, đo nhiệt độ. Mỗi lần tiêm phòng đều gọi điện thông báo trước cho gia đình biết. Thành phố Tô Châu còn được mệnh danh là thành phố không tham ô. Tốc độ làm việc của cơ quan chính phủ, nhà nước đều rất là nhanh. Và ngay cả nhân viên tàu điện ngầm cũng rất là tận tâm và tỉ mỉ. Hồi mình đến Tô Châu rất may gặp được cô Trang và HK. Lần đầu đến Tô Châu hôm đấy trời mưa rất to cho nên mình phải trú mưa ở quán chân gà của cô Trang. Hai cô cháu bắt chuyện và cô đã kể cho mình nghe rất là nhiều chuyện về thành phố Tô Châu, từ lịch sử cho đến hiện đại. Còn HK thì đã chủ động làm quen khi mà mình đang chụp ảnh. Chú đã mời mình đến nhà để gói bánh chảo và ăn cơm cùng gia đình. Cổ trấn Giang Nam đẹp nhất là những ngày mưa, là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn yêu thích sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Tô Châu là thành phố rất sùng bái văn học. Các trường đại học ở Tô Châu không nhiều nhưng lại có rất nhiều hiệu sách. Người đọc sách cũng rất là nhiều. Các nhà thơ ca văn học nổi tiếng của phía Bắc Trung Quốc ngày xưa thường dọc theo kênh Kinh Hàng đến Tô Châu để mà họp mặt. Cũng chính vì thế mà tính cách của người Tô Châu rất là nhẹ nhàng. Và chính vì thế người ngoài nói rằng người Tô Châu quá là nhẹ nhàng đến mức không có chí tiến thủ, cuộc sống quá an nhàn. Tô Châu còn nổi tiếng với Tuồng Côn Sơn. Tuồng Côn Sơn năm 2001 được liệt vào danh sách văn hóa phi vật thể thế giới. Tuồng Côn Sơn có bề dài lịch sử hơn kinh kịch, xuất hiện từ những năm cuối nhà Nguyên và đầu nhà Minh. Tuồng Côn Sơn chủ yếu dùng cổ văn, còn kinh kịch chủ yếu là bạch thoại. Đến Tô Châu chơi bạn có thể đến Hồ Kim Kê, cạnh đấy có tòa tháp ống quần, một kiến trúc rất là độc đáo của Tô Châu. Và nhất định phải đến bảo tàng Tô Châu, xây dựng dựa trên hai màu sắc chủ yếu là đen trắng, một nét rất là đặc biệt của cổ trấn Giang Nam. Để mà nhận xét mùa nào đẹp nhất ở Tô Châu thì mỗi mùa đều có một nét riêng. Cá nhân mình thì thích nhất là mùa mưa và mùa thu. Ở Tô Châu có rất nhiều chùa chiền và vườn nhà, đi lại thuận tiện, vé vào cửa không đắt. Ngoài ra còn có thể đến tham quan trường Đại học Tô Châu, một ngôi trường rất là cổ kính, rất là đẹp. Và đây cũng là ngôi trường danh giá nhất ở thành phố Tô Châu. Mình xuất phát từ Nam Kinh bao gồm cả vé xe, ăn ở và đi lại. Tổng chi phí chỉ hết tầm khoảng 800 tệ cho 3 ngày. Video về Tô Châu đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Video tiếp theo mình sẽ làm về tỉnh Tứ Xuyên, quê hương của Lý Tử Thất.